Chào các bạn, đây là máy rút tiền ATM Kitty. Trong sáng mai anh Phi sẽ phải gửi hàng cho giao hàng nhanh, cho nên trong tối nay anh Phi đã phải chuẩn bị sẵn sàng để mà đóng hàng. Nhưng mà anh Phi cũng muốn nhân cái sản phẩm này và nhân cái clip này để hướng dẫn cái phần thay đổi thông tin password ở trên trên cái ATM này. Anh chỉ sợ là những cái đoạn clip hướng dẫn này nó đã chìm sâu xuống và nó nằm ở phía sau, sâu quá, cho nên là tụi em không thể xem được cái phần này, cho nên là anh sẽ hướng dẫn luôn, chú sẽ hướng dẫn luôn ha các bạn ha. Chú Phi sẽ bỏ pin vào. Sau khi bỏ pin vào thì cái mật khẩu chuẩn mực của nhà nhà cung cấp, nhà nhà sản xuất á, là sẽ là 4 số 0. Mình sẽ bấm 4 số 0. 1 2 3 4. Sau khi bấm 4 số 0, đèn ở đây sẽ nháy xanh và chúng ta sẽ xoay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ và chúng ta sẽ mở cái cửa tủ ra. Và khi mở cửa tủ ra, phía bên trong này chúng ta sẽ có hai cái nấc, một là nó gọi là bếp sau. Bếp sau là ở đây chúng ta bấm nghe tết 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 tết. Còn nếu mà bấm và voice là nó sẽ đọc là password please. Nè các bạn nghe nè. Và chúng ta phải bấm chờ nó nói xong rồi bấm tiếp. Chứ không có bấm liên tục, nó sẽ không chấp nhận đâu ha. Nè, rồi bây giờ anh sẽ đóng lại, anh sẽ làm thử lại nè. Thấy không? Đó. Rất rất là khó ha. Bây giờ chúng ta thường là anh Phi sẽ khuyến cáo là các bạn dùng tiếng bíp cho nó dễ ha. Rồi, 1, 2, 3, 4. Rồi, mở ra ha. Rồi đóng lại. Vậy thì tờ tiền nó sẽ nuốt vào như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ đưa tờ tiền vào ha. Nuốt vô ha. Do cái tờ của anh Phi này, cái tờ này không phải tờ tiền, cái tờ này là cái tờ to gửi hàng, cho nên nó có cái độ dày và cái độ lớn nó khác ha. Rồi giờ anh Phi sẽ đưa lại, tại vì nó lớn quá cho nên khi nó chạy vô nó sẽ bị kẹt. Tờ tiền là hợp lý hơn đó, thấy không? Rồi sau khi tiền vào xong là chúng ta muốn mở cửa tủ là 1 1 2 3 4 để lấy tờ tiền ra. Và chúng ta muốn đổi về cái mật khẩu của mình thì chúng ta sau khi đóng cửa tủ chúng ta mở bằng cái bát cũ là 4 số 0 ha, bát cũ, và chúng ta sẽ thay đổi bát như sau. Khi cửa tủ mở chúng ta dùng tay để bể cái cửa tủ như vậy ha, và dùng ngón cái nhấn phím sau và thay đổi 4 con số bất kỳ mà mình muốn. Chẳng hạn như ở đây anh Phi muốn là 1 2 3 4 và anh Phi vẫn giữ tư thế này, anh Phi bấm phím thăng là xong, đèn nó hết nháy buông hết ra, là số nó sẽ trở lại là 4 con số 1 2 3 4 như anh Phi bấm khi nãy. Giờ 4 số 0 là hoàn toàn không được, 1 2 3 4 là nó báo cái như vậy là nó báo sai. Làm lại, sai sai 4 số 1 sai luôn. Vậy thì 1 2 3 4 nó sẽ đúng, nó hiện đèn xanh mà mở ra ha. Rồi như vậy là xong. Và các bạn nếu thay đổi mật khẩu rồi mà một ngày đẹp gió đẹp trời nào đó các bạn quên thì sao? Chỉ có cách đơn giản nhất ở đây là 4 1 2 3 4. Còn nếu anh Phi quên hẳn 1 2 3 4 này thì sao đây? Chỉ còn một cách duy nhất là tháo pin ra. Tôi chỉ cái này không phải là chỉ cho ai có ý định lấy tiền ở trong này đâu nha, mà tôi chỉ cho các bé chơi. Còn nếu có lỡ quên password thì phục hồi password lại để mà mở cửa tủ, chứ không phải chỉ cho mấy người mà có ý định lấy cái tiền trong này ra đi ăn cà rem đâu nha. Lấy ăn cà rem mở cửa tủ password nó sẽ mở pin ra là password nó sẽ trả về 4 con số không. Sau khi khoảng tầm 15 10 cho tới 15 giây thì cái password nó sẽ trả về lại 4 con số không. Thấy không? Đơn giản như chưa từng được đơn giản. Cho nên là các bạn không cần phải lo lắng gì hết. Nếu có lỡ quên password cứ thay đổi password thoải mái đi. Và lỡ quên password thì tháo pin ra, chờ 10 tới 15 giây sau. Nếu được thì để 1 phút càng tốt, và nó sẽ trả lại cho các bạn 4 con số 0. 1 2 3 4 là các bạn có thể mở ra. Rồi, cái thao tác hướng dẫn sử dụng máy Deposit Box, tạm gọi là ATM tự động ha các bạn ha. Thì máy tiết kiệm nè, cái này hộp tiết kiệm tiền Kitty, và cái mẫu Doraemon hay là Minion hay Angry Birds thì nó cũng vậy thôi.
nó cũng cùng cái loại mẫu này, cùng cái loại hộp này, thì cái cách nó sẽ là đơn giản như vậy. Từ cái cách mật khẩu ban đầu của nhà sản xuất cho tới mật khẩu thay đổi, cái cách thay đổi mật khẩu, và khi quên thì tháo pin ra chờ 15 20 giây hoặc 30 giây hoặc 1 phút và lắp pin lại thì nó sẽ trả lại 4 con số 0 ha. Rất là đơn giản các bạn ha. Và bây giờ chị sẵn sàng chơi thôi. Và tất cả những gì anh Phi hướng dẫn là nó đã có trên cái tờ giấy hướng dẫn này rồi. Và một bên là tiếng Hoa, một bên là tiếng Anh. Ai giỏi tiếng Anh thì đọc, ai giỏi tiếng Hoa thì đọc. Còn ai không giỏi thì anh Phi đã hướng dẫn cho các bạn rồi ha. Không cần phải thắc mắc nữa. Và bây giờ cũng đã 10 giờ 41 phút rồi. Anh Phi phải ngừng thôi. Tắm rửa và nghỉ ngơi thôi ha các bạn ha. Rồi chúc các bạn một đêm ngon giấc.